ngày xưa đi hát thì cũng cũng đâu có xe đâu đi xe ôm không à kiểu mà giống như là xe ôm mối đó nói à, em ơi bây giờ hả tại vì cách xe chỉ có bao nhiêu đây thôi nè à, bây giờ em có thể lấy được bao nhiêu phần trong đó để mình biết mình còn dư được đồ thì cũng đâu có tiền mua là một lần một là đi thuê hoặc là mua được một hai bộ gì đó là để để dành mặt để tới vật lui em nhớ con lần là, là đi hát ở dưới long an mình đi đi xe máy đến tới nơi thì người em á trời mưa ướt như chuột lột luôn cái áo dài mà ướt mà nó dính vô người luôn mà bây giờ làm sao ướt gì sao vô hát được phải đứng trước cái quạt gió cho nó khô ừ. không cho nó khô đồ mới dám lên mà vừa lạnh vừa run mà mà cũng phải cố gắng nói chung là có rất là nhiều những những cái cái, cái trắc trở và lúc đó thì anh biết là hát thì có vài chục ngàn mà mỗi tháng tiết kiệm lắm đóng tiền nhà tiền này tiền kia cũng không còn dư bao nhiêu những những năm đó mà em hạnh phúc nhất là những ngày mà em đi ra bưu điện để gửi tiền về cho mẹ là những ngày mà em cảm thấy mình có thể mà lo được cho mẹ là mình mình là dữ dằn lắm rồi mình làm được những cái chuyện lớn lao vậy mà gửi không đâu đâu có nhiều đâu tháng mà gửi được á, một hai triệu hai ba triệu thì là, là em thấy là là mình đã đã làm những cái việc là ý nghĩa lắm rồi thì lúc đó ở dưới quê cũng có nhiều người nói là, ủa tại sao con gái đi lên sài gòn làm ca sĩ mà thấy không có lo gì được cho gia đình hết trơn vậy người ta đi lên người ta bán cà phê lãm nãy kia mà người ta ta xây nhà cho cho mẹ cha mẹ dưới quê rồi mua vàng vòng rồi đeo đầy, đầy đầy, người hết trơn mà sao ca sĩ gì mà không có gì hết trơn vậy nói chung là cũng mới ra tiếng giàu nè cũng mẹ cũng mệt mỏi lắm xong lúc đó thì em em mới nói với mẹ một câu là thôi mẹ cố gắng chờ con nha tại vì cái con muốn cho mẹ không phải chỉ là tiền bạc thôi đâu mà con muốn cho mẹ sự hãnh diện về con Tại vì em nghĩ cái thành công của mình thì phải thành công nào mà không có vất vả anh. Nhưng mà nếu mà thành công của mình mà được được đi bằng con đường chân chính thì nó sẽ có ý nghĩa hơn. Và đến đến tận bây giờ lúc nào em cũng cảm thấy em mình có thể vỗ ngực và tự hào là những gì mà mình có được hôm nay là bằng chính công sức mồ hôi và nước mắt của mình.